có kể đến một số trường hợp các quan binh đã ngăn cản những người tìm kiếm mộ liệt sĩ. Xin cho con hỏi, giữa họ và ta đã là hai cõi khác nhau, làm sao có thể qua lại với nhau? Chưa nói có những trường hợp còn gây nên hậu quả. Tình huống các hương linh gây trở ngại cho những người còn sống là rất hiếm, nếu không nói là không đáng kể. Triệu các tình huống là các hương linh không thể tác động bất cứ cái gì đối với người còn sống, vì họ không còn tay để hành động, không còn chân để đi, không có miệng để nói và ra lệnh. Vì đó, việc những gì họ muốn không thể nào thực hiện được. Và theo Đạo Phật, trên cơ sở này, các hương linh bao gồm ma và quỷ đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ. Sở dĩ mà chúng ta sợ ma đó là vì chúng ta đã bị phim ma và văn học ma nhồi sọ, hoặc là được kể một cách cương điệu trong dân gian. Ở ngay cái thời điểm tuổi mình còn quá nhỏ, chưa đủ để phân định đúng và sai, và khi chúng đã trở thành một dữ liệu trong bộ não, có thể dài bao chục năm mình không xài đến, không nghĩ đến, nhưng nó vẫn còn nằm ở trong cái kho tàng vô thức của tâm, nó không mất đi. Và lý giải tiêu cực do thiếu kiến thức và hiểu biết sẽ làm cho nỗi sợ hãi này sống dai, sống dài và sống rất bất hạnh trong tâm chúng ta. Do đó, tin tưởng theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ không còn sợ ma nữa. Và do vậy cũng đừng nên tin là ma có thể hại con người ngoài một số tình huống. Chúng tôi xin nêu ra một câu chuyện có thật. Chuyện này có tựa đề là kẻ giết người dòng sông xanh. Một tay giết người khét tiếng ở tại Hoa Kỳ hiện nay đang còn ngồi tù trung thân. Năm nay anh khoảng 60 tuổi. Từ nhỏ đó thì anh ta bị chứng bệnh đái dầm. Bà mẹ đó bị bất hạnh với chồng của bà, cho nên trở thành cái cảnh coi cút nuôi con một mình. Và bà thì rất là khó tính, cho nên cứ đánh anh ta mỗi khi anh ta đái dầm. Cái uất hận đó đã làm cho cậu bé này từ nhỏ rất là ghét phụ nữ thông qua hình ảnh của người mẹ. Mấy năm sau người ta phát hiện ra bà mẹ đã bị giết chết, nhưng mà không có tâm tích kẻ giết người. Thì vụ án nó trôi qua một thời gian. Khi anh lên được hai mấy tuổi thì lấy người vợ, lại là một người gái làng chơi. Vài tháng sau anh ta phát hiện chị ấy ngoại tình, khổ đau gần như là muốn tự tử, cho nên uất hận đối với người phụ nữ đã dâng trào thêm một lần thứ hai. Anh ta ly dị. Rồi về sau này đó thì anh ta là lấy được một cô vợ rất là tâm đầu ý hợp, nhưng cái hận thù đối với chị em phụ nữ vẫn chưa có dứt, nhất là gái làng chơi, vì cái người vợ đầu đời của anh ta là một gái làng chơi. Cho nên mỗi khi có tiền đó là anh ta đi rước một cái cô chân dài rất là đẹp. Đang khi vợ đi xa thì sau khi ăn bánh trả tiền xong là anh ta giết cô ấy một cách đau khổ. Và suốt cuộc đời anh ta giết khoảng 150 cô gái làng chơi như vậy. Khi giết xong rồi đó thì anh ta làm rất kỹ lưỡng, bọc vào trong trong bao, quấn là nhiều lớp, để lên chiếc xe đi đến những cái cánh rừng cách đó khoảng 800 cây số. Rồi anh ta thả vào trong rừng, đào cái hố xong rồi mới đi quay về, rồi đi làm bình thường. Nhìn vào gương mặt thì không ai ngờ rằng đây là kẻ giết người dã man, vì vấn đề tâm lý của anh ấy. Trong khi vợ của anh ấy, cái người đang sống rất là hạnh phúc. Cho nên khi anh bị bắt đó, thì người vợ đó không hề tin. Cho đến lúc mà anh ấy tự khai ra anh chính là tác giả. Thì trong số các cô gái lầu xanh bị chết đó, cái cô cuối cùng đó là cái người có được cái ngoại cảm rất là mạnh khi còn sống, cái giác quan thứ 6 đó. Cô ta là một sinh viên đại học, thiếu tiền học, cho nên mấy cô bạn rủ rê vào cái nghề đó để kiếm tiền trả tiền học phí thôi. Thì cái ngày đầu tiên làm nghề việc đó cũng là cái ngày kết thúc cuộc đời. Mà trước khi chết thì cô ta gào thét để van xin đó, nhưng mà cuối cùng anh ta cũng đã giết và không có tha. Và từ cái chết oan đó, cô này đó báo mộng cho anh cảnh sát trưởng đã tình nghi cái kẻ giết người song sanh này.
anh ấy thì không có đủ bằng chứng, vì anh này anh giết người quá tinh vi, kiểm tra rất nhiều thứ ADN này nọ mà không truy tìm ra được. Thì có một lần cô ấy xuất hiện ở bên cạnh chiếc xe, tạo ra những cái dạng hình bóng làm cho cảnh sát trưởng này phải lao theo. Thì theo như vậy thì cô ta dẫn đến cái chỗ mà xác cô ta chết. Thì anh cảnh sát này anh đào lên mới thấy được cái xác chết. Thì trên cái xác chết đó đó thì anh nghe một cái tiếng văng vẳng, thực ra không phải là âm thanh mà bằng trực quan người ta đông đo tính điếm, và nó hiểu như là bằng thử giải mã, là cái ngôn ngữ rằng là khi chết đó là tôi có gào vào anh ấy một vài gào trên bàn tay, trên bàn tay nó có những cái dấu xước chảy máu. Đó, dựa vào cái dữ liệu đó, ngày hôm sau anh cảnh sát trưởng này đến ngay cái nơi mà người bị tình nghi làm việc, thì phát hiện ra là trên tay anh đây có những cái dấu thẹo y hệt như là mô tả. Như vậy việc xác định đó là quá đúng rồi, nhưng mà không có bằng chứng. Thì theo dõi đủ kiểu hết mà không được. Cuối cùng là anh ta quay trở về cái xác chết đó, tìm kiếm trên xác chết đó bằng những thí nghiệm. Thì trên đó nó còn lại những cái nước miếng, nó tạo ra cái phản hóa học như thế nào đó, và những cái mẫu nước miếng đó phân tích ADN, và cuối cùng đo nó trùng với lại cái anh chàng đã gây ra khổ đau này. Nhưng mà vì luật pháp lúc đó nó còn khó khăn, cho nên là không thể kết án một cách trực tiếp, vì đây là những bằng chứng ngoại phạm thôi. Thì anh ta mới phải đi vận động 100+ gia đình nạn nhân và yêu cầu họ cho phép là nếu anh này khai thì bãi miễn cái tội xử hình như một cái ân xá nhờ sự hợp tác. Các gia đình đó lúc đầu phản đối và nói là bây giờ các vị muốn con các vị chết mà không biết ai là tác giả, hay là các vị muốn có được cái thông tin đó, ít nhất là mình rửa được cái nỗi đau ở cái kiếp người này. Và nhờ cái tài thuyết phục, cuối cùng người ta đã cùng ký vào. Từ thời gian người ta khởi cái vụ theo dõi đó cho đến lúc mà được kết thúc là gần 20 năm. Một người yêu nghề như thế, có lương tâm như thế, và cuối cùng bằng những cách lý luận chứng minh, anh ấy đã khai. Và sau khi khai xong á, anh ta còn dẫn tới những cái cánh rừng mà mình đã chôn các cái xác chết, phát hiện ra thêm là 60-70 cái xác chết được. Báo chí đưa tin rần rộ. Và bây giờ á, mỗi khi mà nhắc đến sự kiện đó thì báo chí tế phỏng vấn, thì anh cười thôi, anh nói là vừa cười xong cái anh ta khóc. Báo chí hỏi là có vẻ là anh hối hận mà anh khóc phải không? Anh nói không, tại vì tôi thấy là tuổi tôi đã già, tôi không còn đủ phong độ để làm giống như ngày xưa. Một người thôi là hết chỗ chê rồi. Tại vì trong tình huống này đó, nạn nhân có năng lực ngoại cảm khi còn sống, do tình trạng chết quan, cho cái năng lực muốn trả thù đó đã làm cho cô ấy tạo ra được những dấu hiệu, những tín hiệu, những thông tin, và nhờ vào các thông tin đó, người làm công tác pháp y và hình sự đó, truy tìm ra ai là tác giả để tạo ra cái công bằng và giải oan cho những người chết. Thì trong tình huống đó chúng ta thấy là Hương Linh có thể làm được ít nhiều cái chuyện gì đó. Hoặc là có những tình huống mà Hương Linh có năng lực ngoại cảm mạnh thì tự mình trực tiếp làm. Bây giờ một bộ phim khác có thật do Hollywood thực hiện, mang tựa đề là Ghost, là bóng ma. Một chàng tỷ phú có cô tình nhân rất là xinh đẹp đang đi chơi, và một cái trận gian dựng cướp nữ trang của cô nàng đã diễn ra. Chàng đại gia đã lao theo để thể hiện tính nghĩa hiệp của mình, thì không ngờ đó đã bị kẻ cướp giết chết. Sau đó đó thì người bạn thân chủ mưu mà lập ra cái vụ vừa nêu đó dê dãn cái cô tình nhân này, rồi thông qua đó mới lấy được một số thông tin để cướp cái số tài khoản mấy trăm triệu đô la trong ngân hàng. Thì Hương Linh đó nó được mô tả là anh tức lắm, anh biết rằng là đây là cái người bạn thân mình đã chơi điểu mình, vừa giết mình mà vừa cướp người tình của mình. Đang lúc mà hai người chuẩn bị hôn nhau đó thì anh ta cố gắng là nỗ lực tạo ra cái tiếng gió xào xạc nó thổi trong nhà, rồi ngã xuống cái bông để cho cái người tác nhân xấu đó có cảm giác rằng là cái bóng ma nó đang
đeo bám mình, và từ đó nỗi sợ hãi dưới cái nền tảng rai rứt lương tâm trong cái cõi vô thức đó làm cho kẻ này phải chạy tháo đi. Và khi chạy như vậy anh ta băng qua đường thì xe lửa cán chết. Tình huống như thế rất hiếm và thỉnh thoảng là có. Cuối năm 2009 tại Việt Nam á, báo công an đưa một cái tin giật gân. Một cô công nhân ở vùng quê lên tá túc ở vùng Thủ Đức trong một cái nhà trọ. Cô ta thì có thói quen đeo vàng giả. Thì sau cái buổi ăn cơm chiều với người bạn trai đó, tối đến là cô ấy chết. Cảnh sát đã đến để điều tra nhưng mà không tìm ra manh mối. Rồi tự động á, là cái người mà điều tra đó lại có nghe một cái văn vẳng gì đó hướng dẫn rằng là cái người chủ cho thuê nhà chính là tác giả. Anh ấy vì cái linh tính đó quay trở lại đối chất với chủ nhân đó, thì thấy chủ nhân nó trả lời có vẻ lúng túng lắm. Tối đến á, người làm cảnh sát trinh sát này đã rình thì thấy anh ta đem mùng mền chiếu gối ra đốt ban đêm, từ đó tạo ra một mối hoài nghi, nhưng mà cũng không đủ bằng chứng để mà kết tội. Thì vài hôm sau anh ta đi chơi đó qua quận 12, cái xác nó trôi lềnh bềnh ở khu vực đó, một người cư dân á mới vớt lên thì nó bị chặt ra làm ba khúc. Thì cái khúc mà từ cái thân cái cổ đến cái bụng nó còn nguyên à. À, lúc đó chuông sình lên và anh này mới dùng nhờ pháp y đó là mổ bụng ra, thì trong đó là còn rau muống. Đối chiếu lại cái người tình nhân ngày bữa chiều hôm đó là họ đã ăn rất nhiều rau muống vì không có tiền mà, và trong đây cái bụng rau muống còn nguyên, cho nên xác này quả thực là xác của cô nạn nhân rồi. Rồi phối hợp thêm nói chặn đầu chặn cổ đó là ngày hôm đó ăn rau muống cũng có anh ăn, là anh đó anh sợ của anh khai ra hết. Đó là sự kiện có thật ở tại Việt Nam. Thì chúng ta có thể nói quan hồn đó đã có được năng lực đặc biệt, cái trực quan, cái ngoại cảm ở một mức độ tương đối, nhờ đó đã tạo ra cái linh cảm trực quan tốt ở cái người làm công tác này, và vụ án đã được phá và thành công. Còn hàng trăm nghìn các cái vụ chết thảm quan đó vẫn không có manh mối, bởi vì người chết không có năng lực này khi còn sống. Và bản thân những người làm công tác pháp y cũng như là làm công tác tội phạm học đó cũng không có được cái năng lực giác quan thứ sáu đó, cho nên cũng có những thông tin tín hiệu như thế nhưng mà không lý giải được, vì đó cũng không phân được manh mối. Nói tóm lại là cái việc mà các quan hồn báo ứng để trả thù trả đũa đó là có nhưng rất hiếm, quả quăng, và có thì có với điều kiện. Còn trăm nghìn triệu triệu có thể 90.999% là hầu như không có được. Cho nên để vượt qua được cái cảm giác sợ ma đó, thì ta phải thấy là ma không thể hại con người, nhất là ma người thân khi còn sống, thương yêu, chăm sóc, dìu dắt, chia sẻ. Thì không có lý do gì sau khi chết người đó thay đổi tính tình 100% kéo mình đi. Do gì mê tín mà chúng ta có sợ hãi. Do có sợ hãi chúng ta mới thể hiện các quan hoài. Còn hiểu được lời Phật dạy thì hầu như chúng ta không sợ nữa. Cái giường đó cũng hai vợ chồng nằm, mấy ngày sau chồng chết, cái phòng đó bà vợ không dám vô vì sợ ma. Vô lý không? Mấy cái phòng của chồng mình chứ phòng của cái ông nào, cái ông kẻ thù lông lá nào thì sợ. Còn chồng mình biết bao nhiêu kỷ niệm thương yêu hạnh phúc với nhau trên cái đó mà vẫn sợ. Là do vì chúng ta không có được cái kiến thức đúng, nó sẽ được, hoặc là thiếu chánh kiến và chánh tư duy, cho nên dẫn đến nỗi sợ hãi. Và trong tình huống này chỉ cần thực tập chánh kiến, chánh tư duy về bản chất của các hương linh đáng tội nghiệp hơn đáng sợ, và giúp họ để được siêu thoát thì ta có phước báo nhiều, thì nỗi sợ hãi đó sẽ tự động tan biến. Xin được hỏi khác. Thưa thầy, con xin hỏi cõi âm là